Sáng nay ngày 13 tháng 4, hành trình cuồng nhiệt đón cúp UEFA Champions League đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp gỡ truyền thông sáng nay, các phóng viên đã có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với những danh thủ hàng đầu của làng bóng đá thế giới như Ronaldinho, anh em nhà De Boer cùng chiếc cúp UEFA Champions League danh giá. Tâm điểm của buổi họp báo này đều hướng về Ronaldinho, người từng giành hai quả bóng vàng liên tiếp trong màu áo câu lạc bộ Barcelona. Cách đây một ngày, tại vòng tứ kết, Barcelona của Anh đã nhận thất bại ê chề trước Juventus với tỷ số 3-0. Nhưng đối với Ronaldinho, anh vẫn tin vào cuộc lật đổ của Barcelona. Barca đang có hàng công rất mạnh gồm Messi, Neymar và Suarez. Bên cạnh đó, trận lượt về sẽ diễn ra ở Camp Nou, cho nên không biết điều gì sẽ xảy ra và rất có thể Barcelona sẽ tiếp tục có bàn lội ngược dòng như trận thắng PSG cách đây một tháng. Không giống như Ronaldinho, cựu danh thủ người Hà Lan Ferran Debo lại cho rằng chức vô địch năm nay sẽ thuộc về Juventus, điều đó đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ bị loại sau khỏi vòng tứ kết. Ngoài ra, tại cuộc họp báo, Ronaldinho cũng cho rằng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất giống với quê hương Brazil của anh. Cách đây 9 năm tại sân Mỹ Đình, Hà Nội, không khí trên sân rất máu lửa và hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng được chào đón rất nồng nhiệt. Sự kiện này là dịp để những tín đồ bóng đá thực sự sẽ có cơ hội được tới gần hơn bao giờ hết với giấc mơ chạm vào chiếc cúp vô địch của giải đấu danh giá nhất hành tinh cùng một chuỗi sự kiện đầy sáng tạo diễn ra tại hàng loạt các thành phố lớn như Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng. Các chương trình này sẽ được đồng hành bởi nhà tài trợ Heineken và diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 4.